Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A và thông báo số 146 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, huyện Ân Thi đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Do buông lỏng quản lý đất đai của cán bộ ở cơ sở thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, đầu năm 2021, gia đình Âu Lê Xuân Ngoan đã ngang nhiên xây dựng công trình nhà kiên cố trên đất nông nghiệp với diện tích trên 100m². Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần tuyên truyền vận động thuyết phục, yêu cầu gia đình ông Ngoan tự giác tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Ngoan không tự giác chấp hành theo đúng quy định. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã đã ra quân cưỡng chế, giải tỏa công trình nhà kiên cố của hộ gia đình ông Ngoan. Với tinh thần làm việc kiên quyết, Ủy ban Nhân dân xã đã giải tỏa toàn bộ công trình vi phạm, trở lại mặt bằng nguyên trạng như ban đầu. Từ 2017 đến nay là đã có 11 hộ vi phạm xây dựng lều lán nhà tạm trên diện tích đất nông nghiệp. Ủy ban Nhân xã đã tuyên truyền vận động 9 trên 11 hộ đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với gia đình ông Lê Xuân Ngoan, Ủy ban Nhân xã đã lập biên bản và ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính và đã tổ chức nhiều hội nghị cũng như đến gặp gỡ gia đình. Song gia đình ông Lê Xuân Ngoan vẫn chưa chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm. Xã Sơn Trúc có 12 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp phải giải tỏa. Qua tuyên truyền vận động đã có 3 hộ tự nguyện tháo dỡ vi phạm. Hiện xã Xuân Trúc còn tồn tại 9 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc cả hai giai đoạn trước và sau ngày 16 tháng 3 năm 2016. Trong đó tập trung chủ yếu ở 3 thôn Tượng Cước, Xuân Nguyên và Củ Tu. Nhờ tích cực tuyên truyền, đến nay hầu hết các hộ có công trình vi phạm đều nhận thức đầy đủ. Thôn ấy ở xã vậy, vận động tuyên truyền là vậy, nhà tôi cũng tự tháo dỡ nấy, gia đình tôi cũng thôi cũng không vi phạm nữa. Địa phương phấn đấu trong tháng 9 là cơ bản là các hộ xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là tự giác giải tỏa các công trình. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Ân Thi, từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có 377 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 30.000m². Đến thời điểm hiện tại, huyện đã xử lý được 231 trường hợp. Đối với các xã, để phát sinh trường hợp vi phạm mới, huyện đã chỉ đạo thanh tra kiểm tra, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các xã còn buông lỏng quản lý đất đai. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định tạm dừng công tác điều hành chung đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Dương để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm sử dụng đất trên địa bàn xã. Đối với các vi phạm từ mùng 1 tháng 7 năm 2014 đến trước 31 tháng 3 năm 2017, thì quan điểm chỉ đạo thì thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Cố gắng thì từ nay đến tháng 10 sẽ xử lý giải tỏa từ 50 đến 80%. Còn các vi phạm mà từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 cho đến nay thì quan điểm là chỉ đạo dứt điểm. Xác định việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh là nhiệm vụ chính trị cần tập trung thực hiện, huyện Ân Thi đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung vận động tuyên truyền các hộ gia đình cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.